Thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn của Nghệ An cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia và bắt 3 nghi phạm, thu 20 bánh heroin, 20 kg ma túy dạng đá và 4 kg ketamin. Theo đó, vào khoảng 21 giờ tối ngày 9 tháng 5 tại xã Chiêu Lưu, thuộc huyện Kỳ Sơn, tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp cùng với Cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Công an xã Chiêu Lưu mật phục bắt quả tang nhóm nghi phạm bao gồm Hoàng Văn Hải, 30 tuổi, Trang A Vừ, 28 tuổi và Thao Ba Sự, 28 tuổi, cùng ngụ huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường và khám xét người ba đối tượng trên, lực lượng chức năng thu giữ 20 bánh heroin, 20 kg ma túy dạng đá, 4 kg ketamin cùng một số tăng vật liên quan. Bước đầu các nghi phạm khai số ma túy trên là của một người đàn ông người Lào thuê vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ nên ba người đón xe từ Bắc Cạn vào Nghệ An để nhận hàng. Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra làm rõ. Thank you.